Kết luận và kiến nghị xử lý Đàm Vĩnh Hưng trong vụ đeo huy hiệu lạ. Chiều ngày 13 tháng 6, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh trả lời báo chí liên quan việc Đàm Vĩnh Hưng đeo huy hiệu lạ trên áo khi trình diễn trong đêm nhạc Ngày Em Thắp Sao Trời Diễn Ra vào ngày 4 tháng 5 năm 2024. Đại diện cho biết kết luận của các ý kiến chuyên gia thẩm định về những tiết mục trình diễn thông qua nghệ thuật sân khấu cùng việc sử dụng trang phục cách điệu theo phong cách quân đội nước ngoài và các phụ kiện với biểu tượng huân huy chương trên trang phục của ca sĩ không phù hợp nội dung các tiết mục và tổng thể chương trình không phù hợp với giá trị văn hóa việt nam dễ liên tưởng đến các vấn đề nhạy cảm liên quan đến chính trị theo đó hành vi đeo huy hiệu lạc của đàm vĩnh hưng đã vi phạm các quy định về hoạt động trình diễn nghệ thuật sở văn hóa và thể thao đang thực hiện việc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý vụ việc theo quy định pháp luật trước đó sở đã mời công ty trách nhiệm hữu hạng tiếng hát việt ca sĩ đàm vĩnh hưng và nhà thiết kế trao đổi và có biên bản ghi nhận các ý kiến phản hồi sở cũng đã nhắc nhở đề nghị công ty tiếng hát việt các cá nhân tham gia biểu diễn sáng tạo nghệ thuật cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm nhận thức chính trị chú ý đến vấn đề trang phục hình thức trình bày tránh gây phản cảm và có tác động tiêu cực đến dư luận và xã hội trong thời gian tới